Kính chào bà con, ngày hôm nay thấy chia sẻ với bà con cái đợt hàng ạt lô 2 mới nhập ngày hôm nay ngày 12 tháng 6 đã về. Cái đợt vừa rồi thì đã bán, đã đi gửi đến bán hết cho bà con cái đợt vừa rồi, và đã tiếp tục nhập thêm cái đợt mới ngày hôm nay về chia sẻ đến bà con ngày hôm nay. Những cái chai ạt lô 2 này ha bà con, thì cái chai ạt lô 2 này đó là những cái thùng cũng như là nhãn mác nhập container từ Malaysia về luôn á. Thì cái chữ tiếng Anh là Gold Harvest Plus B, còn cái chữ tiếng Việt là ạt lô 2 nha bà con. Tại vì cũng có nhiều bà con hỏi là sao cái tên thuốc nó không phải là ạt lô 2, là thấy chia sẻ lại là khi mà mình nhập về đây á, thì mình dán thêm cái nhãn phụ, nhưng mà hôm nay thì không có dán nhãn phụ, để nguyên y nguyên vậy cho bà con luôn. Đó là những cái hướng dẫn, những cái chỉ dẫn cho cái chai này nè là đều bằng chữ tiếng Anh hết ha, và cái tên thuốc là Gold Harvest Plus B ha, là ạt lô 2 nha bà con. Đó, con thấy những cái hình ảnh như là miệng cạo cây cao su này, giai đoạn mà nó chưa nó bị khô này, và sau đó nó hồi phục đó bà con. Thì nếu bà con có nhu cầu mua để mà khắc phục, để mà phục hồi cái tiếng nhựa, tiếng mủ cho những cây cao su mà nó bị khô để cho nó cho mủ lại, thì bà con liên hệ đến số điện thoại 0869317215 ha bà con. Rồi tiếp theo thì Thế cũng chia sẻ luôn những cái loại phân bón hữu cơ Thế cũng đang có. Nếu bà con có nhu cầu thì bà con liên hệ ha. Đầu tiên là cái phân dạng bột nha bà con. Dạng bột phân này là của nhập từ Nhật về. Đó, thì bà con muốn lấy số lượng bao nhiêu cũng có, bao nhiêu tấn thì cũng có nha bà con. Cái phân này phân và giao tận nơi. Phân này dược chuyên dùng cho phân hữu cơ mà chuyên dùng cho cây cao su, thì cái này á, là 1 hecta là bà con dùng khoảng là 1 năm, trong 1 năm á, là dùng 2 tấn ha, 2 tấn phân này. Còn thế là chuyên dùng, cái bao bà con nhìn thấy trên hình đây là chuyên dùng cho cây cao su. Ngoài ra thì có thêm những cái loại dùng cho những cây ăn trái, đặc biệt là cây sầu riêng, như cái bao này là nhập từ từ Hà Lan về nha bà con. Toàn bộ những cái chữ nhãn mác trên bao này đều là chữ tiếng Anh hết. Và có thêm một cái loại nữa, là cũng nhập từ Bỉ về. Thì trên thị trường thì những cái loại này bây giờ bán những đại lý thì cũng rất thông dụng, thì có rất là nhiều, thì nó cũng chia sẻ thì bà con cũng đã biết những cái loại này ha. Tức là ở cái này là hàng chính hãng chất lượng, thì thấy chia sẻ đến bà con để bà con có nhu cầu mua thì bà con liên hệ. Thì như là cái này là cái phân này, cái mẫu này là nhập từ Bỉ ra nha bà con, Belgium nè, Belgium import nhập khẩu từ Bỉ. Đó, đó là 100% ở trên đây thì nó có những cái thông số 100% organic natural, và những thông số như là 300 đến 500 kg trên 1 ha. Đó, những cái chỉ dẫn thì Thế chỉ chia sẻ sơ qua những cái sản phẩm, những cái sản phẩm này thì nó đã thông dụng trên thị trường rồi, để bà con nắm sơ qua. Rồi sau này Thế sẽ tiếp tục ra những cái video chi tiết về công dụng, cái hiệu quả của những cái loại phân hữu cơ. Cái này là phân hữu cơ ha bà con, nó giúp cho đất nếu càng dùng thì càng tiết kiệm hơn so với dùng phân hóa học, và cái công dụng kéo dài, giúp cho đất đai tươi xốp, cải tạo đất đai nha bà con. Đó là những cái loại phân mà Thế
có cung cấp. Nếu bà con có nhu cầu thì bà con hãy liên hệ qua số điện thoại 0869 317 215, thằng Thế sẽ giao. Những cái thuốc này như Agro 2 thì sẽ giao qua đường bưu điện, còn những cái phân mà hữu cơ như thế này thì sẽ giao, sẽ có xe giao đến tận nơi cho bà con ha. Rồi, video đến đây thì Thế cũng chia sẻ sơ lược qua, và Thế sẽ ra những cái video khác chia sẻ kỹ hơn gửi đến bà con. Video đến đây thì Thế xin phép kết thúc và hẹn gặp lại bà con ở những video kế tiếp.